các bạn nha mọi người. Rồi rồi, mãi cắt nha anh em, này DC 70 quá anh em ơi. Mùa trước mình cũng có quay ở đây một con máy cắt chuyển mình đi xới đất nha các bạn. Mùa nay thì đang đi trên đường về thì gặp một chiếc máy cắt cũng đang chuyển mình xới đất anh em. Không biết con này, hơi con này em nghe là rất là mạnh luôn anh em, cơ rất là ghê, không biết phải còn động cơ 70 không ha, chạy như bay các bạn ơi, xới rất là quỷ diệt. Một số anh em thì nói cái máy này chạy nó sẽ bị nghiêng, nhưng mình thấy mình quay mùa trước chứ mùa nay thì mình quay mình thấy không có phải nghiêng gì các bạn nè, tại vì nó chạy này rất là ghê. Rồi tài xế chạy cái hơi máy rất là đã, hôm nay có hơi con này rất là mạnh luôn. Còn có 1-2 lam nữa là xong cái đó các bạn, còn đây xéo hẹo hẹo nè, không biết anh chế sao á. Ôi dần chạy rất đã nè, dần nè, ghê không. Xế rất là đều luôn các bạn, bởi vì không bị nghiêng luôn anh em. Anh có một số anh em nói gì cái động ma động cơ nằm bên nó bị nghiêng, còn cái này thấy chạy rất là ok các bạn. Bên đây thì cũng có mấy chiếc máy cài nha anh em, máy cài mang bánh bê, nhưng mà anh mấy ông xới rất là chậm nè. Đó thì rất là chậm so với con máy cắt xuống hạ xuống chuyển mình nha các bạn. Đây hai con không biết máy cài gì, xa quá anh em ơi, hết đát rồi. Con kia giống con bốn gử, con này thì gì thì không thấy anh em ơi. Rồi ngoài đó nước nhiều hơn trong này các bạn, chạy kìa, dữ dằn chưa. Rồi con này xài động cơ 2403 tông 87 2007 dòng trên phút nha anh em. Rồi đời tôi rất là dữ luôn, tốc độ thì anh em khỏi chơi giờ kìa, chạy kìa 2007 dòng trên phút là đời tôi nó nhanh dữ dằn luôn anh em. Em xuống xới đất thì nói chung mấy cái đời tua của mấy chiếc máy cài thì chắc không có nào nhanh bằng cái đời tua của con này rồi. Con này được cái trang bị cái trục bô nữa nha anh em, 70 ngựa, chạy dàn xới chắc hơn 2m anh em ơi. Ôi xới kìa, con xới này rất là đều luôn các bạn, này không biết xới như xới tất nhất nha, chưa còn ấy nè. Ngoài xới tất gì chạy có làm dàn xới nào bự 5-6m giống như mấy chiếc máy cài để dành nè, xới gì chắc chạy đã, nhìn đã đó anh em ơi. Thì mấy con này chế lại thì nó cũng đơn giản các bạn, mình thấy thì mình quay thấy thì nó cũng vô bông rồi đó, ra mà vô bông thùng gì đó anh em. Lái thì cũng như lái là lái máy cắt chỉ thôi anh em ơi, nhưng mà cái ben thì nằm nhìn mất cái lâu mất lái làm sao một chút ha. Hơi quá thôi, con này động cơ chứ còn ngon nha anh em.
lên đúng. Tại đó cái máy cài nó mới vét, nó đánh đường nước thì sao các bạn ơi, nó hơi nghiêng bên kia. Cái này nó hôm cua hơi xéo luôn đó các bạn, anh chạy này cái đất dưới Nam ơi. Cái ganh bệnh đây nói chung nó hơi xéo. Cái dàn xới này là mình sao mà bên đây nó cho bên đây nó hơi nặng, hơi dư, chắc cho nặng chì là bên đây lại đó anh em ơi. Thấy không? Bên đây nó dư rất nhiều, bên kia thì nó không có dư gì nhiều quá. Kể ra anh em giờ nước sáng sáng. So với mấy chiếc máy này chạy anh em nhìn lại với chiếc máy cài bên đây. Đây. Trời ơi, dài đêm phủ không? Ở đây hai cây, con này có thể chấp hai chiếc máy cài này chạy luôn á anh em ơi. Chiếc máy cắt này mà xới đất thì chấp hai máy cài đó luôn á. Ghê lắm. Tốc độ này có binh lên chút nữa gì anh em ơi. Tốc độ này nhanh lắm. Nhanh hơn chiếc máy cắt bình thường mình dữ lắm rồi các bạn. Cái binh bánh hay là binh mu ly gì á. Cái này nó cũng dễ quay mu ly lắm các bạn, đây này mu ly nè các bạn. Nó mu ly rất là nhỏ luôn nè anh em, thấy không? Đây rất là quỷ diệt nha chứ không phải dạng dừa. Chạy cái xích xịt bo mà có điều hơi bơm mới bò hơn người các bạn, tại chở nước vô cuốt rồi đó.